Theo dòng lịch sử văn minh đất Việt, chúng ta trải qua nhiều triều đại, nhiều nhà cai trị đất nước từ lúc sơ khai, cho tới ngày độc lập, từ dựng nước, giữ nước, kháng chiến chống giặc ngoại xâm trong suốt 4.000 năm qua. Trong tất cả những triều đại ấy, có triều đại dài ngắn, mạnh yếu, cũng tùy thuộc vào thế lực ngoại bang của hiện tại. Kỳ trước chúng ta đã sơ lược đôi nét về triều đại ấy để chi tiết nhất, kỹ lưỡng nhất, sâu sắc nhất về thời đại huy hoàng đó. Hôm nay chúng ta cùng nhau trở lại để đánh thức quá khứ một thời mà ông cha ta, nhân dân ta đã cùng nhau nhấn chìm giặc nguyên mông xuống bùn đen bạch đằng để được thấy tinh thần quật cường bất khuất mà chỉ có nhân dân ta mới bẻ gãy được lực lượng hùng mạnh nhất thế gian. Đó là triều đại nhà Trần, một triều đại ba lần đánh thắng giặc nguyên mông. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Là một triều đại quân chủ, cai trị nước Đại Việt từ năm 1226 đến năm 1400. Đây là triều đại được lưu danh với những chiến công hiền hách nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Triều đại này khởi đầu khi Trần Cảnh lên ngôi vào năm 1226, sau khi được vợ là Lý Chiêu Hoàng truyền ngôi. Những năm đầu tiên, Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, toàn bộ quyền hành của nhà Trần đều do một người chú của Trần Cảnh là Trần Thủ Độ nắm quyền. Vì khi ấy Trần Thủ Độ là người có quyền lực trong triều đình, ông đã âm thầm ép vua nhà Lý lúc ấy là Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho cháu của mình. Trong giai đoạn nắm giữ quyền lực nhà trần vẫn đóng đô ở thăng long kinh đô triều cũ tiếp tục mở rộng và phát triển sự hưng thịnh có từ đời nhà lý về chính sách chính trị các hoàng đế nhà trần cũng xây dựng bộ máy chính quyền hoàn thiện hơn so với nhà lý họ tạo nên một hệ thống đặc biệt trong đó các hoàng đế sẽ sớm nhường ngôi cho thái tử mà lui về làm thái thượng hoàng tuy nhiên thái thượng hoàng vẫn cùng vị hoàng đế mới điều hành các hoạt động chính sự việc này được đánh giá là rất tích cực khi ngôi hoàng đế sớm có chủ tránh được việc tranh giành ngôi vua như nhà lý trước đó và bản thân vị hoàng đế sẽ tiếp xúc và làm quen việc cai trị cho đến khi trưởng thành các mặt kinh tế xã hội giáo dục và nghệ thuật cũng hoàn chỉnh hơn và cho thấy nho giáo đạo giáo đã có ảnh hưởng rõ rệt tới triều đại tạo ra cục diện tam giáo đồng nguyên sự cân bằng ảnh hưởng của phật giáo nho giáo đạo giáo thái thượng hoàng trần nhân tông được coi là một danh nhân văn hóa nổi tiếng người bảo trợ phật giáo và đạo giáo thành lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nổi tiếng và truyền đến tận ngày nay. Bên cạnh đó, những danh thần như Đoàn Như Hải, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hiền, Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Chu Văn An, Trần Quang Triều là những cái tên nổi danh về tri thức, thơ văn, góp phần to lớn, tạo nên thời kỳ nhà Trần hưng thịnh về văn hóa. Dưới triều đại nhà Trần, lực lượng quân đội đặc biệt được chú trọng phát triển, đủ sức đánh dẹp các cuộc nội loạn và đương đầu với quân đội các nước xung quanh. Lực lượng quân đội nhà Trần thiện chiến nhất là thủy binh, rồi kỵ binh, bộ binh, tượng binh. Chính vì các nguồn lực mạnh mẽ của quân đội thì mới đánh thắng được một đội quân hiếu chiến nhất thế giới lúc đó là giặc Nguyên Mông. Chính sách chia thực ấp cho các thân tộc trong họ, mỗi thế lực trong dòng tộc đều có quân đội tinh nhuệ là nền tảng lớn khiến quân đội nhà Trần đánh bại được cuộc xâm phạm của quân đội nhà Nguyên, đế quốc Mông Cổ qua ba lần vào những năm 1258, 1285 và 1287. Nhiều tôn thất hoàng gia như Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, Chiêu Văn Đại Vương Trần Nhật Duật, Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư đều là những tướng cầm quân tài ba có vai trò quan trọng trong chiến thắng vào các năm 1285 và 1287. Về nguồn gốc của nhà Trần, thì tổ tiên vốn làm nghề trải lưới, có gốc là người đất Mân Việt, ở tỉnh Phúc Kiến, di cư đến đất Đại Việt, đầu tiên ở xã Yên Sinh, huyện Đông Triều, Quảng Ninh, sau rời đến Tức Mặc, Nam Định. Những hậu duệ của nhà Trần là con cháu lai giữa dòng dõi nhà Trần và dòng dõi nhà Lý, trừ trường hợp của Trần Lý, Trần Thừa và con của Trần Thừa là Trần Cảnh, tức là vị vua đầu tiên của nhà Trần. Căn cứ và gia phả họ Trần ở Lạc Dương, do thống tôn đời 27 Trần Đình Nhân, con cháu Trần Ích Tắc còn lưu giữ được thì gốc tích xa xưa thời chiến quốc. Họ Trần thuộc nhóm tộc người Bách Việt, sống ở đất Mân Việt, tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc ngày nay. Người họ Trần đầu tiên đến Đại Việt là Trần Kinh, định cư tại làng Tức Mặc, nay là phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, sống bằng nghề trải lưới, sinh vào đầu thế kỷ 12. Cụ Trần Kinh sinh ra cụ Trần Hấp, cụ Trần Hấp sau sinh ra cụ Trần Lý. Gia đình cụ Trần Hấp có gia sản lớn, kẻ ở người làm đông đến vài trăm. Anh em Trần Lý cũng bỏ hẳn nghề trải lưới để chuyển sang quản lý điền trang, tuyển mộ người ở. Gia tộc họ trần dần có địa vị, trở thành tầng lớp trên của xã hội lúc bấy giờ. Sau ba đời con cháu sống ở Đại Việt, họ trần trở nên giàu có và hùng mạnh dưới đời cụ Trần Lý. Cụ Trần Lý đến tuổi trưởng thành, thì lấy bà Tô Thị Hiền, bà này có người em ruột là Tô Trung Từ, giữ chức thái úy phụ chính, tước thuận lưu bá, dưới triều Lý Huệ Tông. Họ sinh được bốn người con, Trần Thừa, Trần Tự Khánh, Trần Thị Dung, Trần Thị Tam Nương. Trần Thừa lấy bà họ Lê, là con gái ông Lê Điện, làm quan thái phó triều Lý. Sau này sinh ra ba con trai, là Trần Liễu, Trần Cảnh, Trần Nhật Hiệu và hai con gái. Trần Cảnh là con thứ của Trần Thừa, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1218. Như vậy Trần Cảnh, ông, vua đầu tiên của nhà Trần, là cháu bốn đời của Trần Kinh, ông tổ họ Trần ở Việt Nam. Họ là các nhà lãnh đạo thuộc những thế hệ đầu tiên do nguồn gốc xuất thân trải lưới của họ Trần. Nhưng khi họ khá già trở lên, thì đã làm những việc khác thay cho trải lưới. Vốn sống bằng nghề đánh cá, họ Trần thường sinh sống làm ăn ở những vùng cửa sông ven biển. Đến đời Trần Lý, ông nội của vua Trần Thái Tông đã trở thành một cự tộc có thế lực vùng hải ấp. Năm 1209, khi trong triều có biến loạn, vua Lý Cao Tông phải chạy lên quy hóa, thái tử Lý Sảm sau là vua Lý Huệ Tông, phải chạy về Hải Tấp và đã được gia đình Trần Lý giúp đỡ. Hoàng tử Sảm đã kết duyên cùng Trần Thị Dung, con gái của Trần Lý. Họ Trần đã tập hợp hương binh, giúp nhà Lý dẹp loạn, diệt trừ quách bốc, đưa vua Lý trở lại kinh đô. Cầu ruột Trần Thị Dung, là Tô Trung Từ được làm điện tiền chỉ huy sứ. Tô Trung Từ lại đang tâm muốn nắm quyền riêng, lạnh nhạt với người đứng đầu, chỉ huy họ Trần lúc bấy giờ là Trần Tự Khánh. Vào năm 1211, Thái tử Lý Sảm lên ngôi, tức là Lý Huệ Tông. Ông cho đón vợ là Trần Thị Dung về cung, lập làm Nguyên phi. Lúc này, Tô Trung Từ được phong Thái úy phụ chính, còn Tự Khánh được phong Trương thành hầu. Lý Huệ Tông là người yếu đuối, lại bị Đàm Thái hậu điều khiển chính sự, nên mọi việc vua đều phó thác cho Đàm Dĩ Mông, người chức cao, quyền lớn nhưng không có học thức, không có mưu thuật, lại nhu nhược không quyết đoán, nên chính sự ngày một đổ nát. Lợi dụng tình hình đó, đoàn thượng làm phản, tụ tập bè đảng ở Hồng Châu, tha hồ thả sức cướp bóc, khiến triều đình không chế ngự nổi. Tình hình rất khó khăn. Năm 1216, trước tình thế bức bách của đàm Thái Hậu, Lý Huệ Tông đã bí mật rời bỏ Hoàng Cung, cùng với Trần Thị Dung, trốn đến nơi đóng quân của Trần Tự Khánh. Từ đó, vua Lý hoàn toàn phụ thuộc vào thế lực anh em họ Trần. Tháng 12 năm 1216, Lý Huệ Tông phong Trần Thị Dung làm Hoàng Hậu. Trần Tự Khánh làm Thái úy phụ chính, anh cả của Hoàng hậu là Trần Thừa, làm Nội thị phán thủ. Hoàng hậu Trần Thị Dung sinh được hai công chúa, Thuận Thiên và Chiêu Thánh. Thuận Thiên sau lấy Trần Liễu, Chiêu Thánh sau là Lý Chiêu Hoàng, lấy Trần Cảnh. Vậy là hai chị em công chúa con vua Lý Huệ Tông đều lấy hai anh em ruột con của Trần Thừa, tức là anh em họ, con cô con bác lấy nhau. Đến năm 1223, Trần Tự Khánh chết mọi việc đều ủy quyền cho Trần Thủ Độ. Ông là em họ của Trần Thừa và Trần Tự Khánh, khi ấy được giao chức chỉ huy sứ, quản lĩnh cấm quân. Vua Lý Huệ Tông phong Trần Thừa, làm phụ quốc Thái Úy, khi vào chầu miễn cần xưng tên. Là người cơ mưu, quyết đoán, Trần Thủ Độ đã sắp xếp để ép vua Huệ Tông, nhường ngôi cho công chúa Chiêu Thánh, rồi cắt tóc đi tu ở chùa chân giáo trong đại nội. Liền sau đó, Trần Thủ Độ lại thu xếp cho Lý Chiêu Hoàng lên 7 tuổi, lấy con trai thứ của Trần Thừa, là Trần Cảnh mới lên 8 tuổi. Một năm sau, vào tháng 12 năm 1225, Trần Thủ Độ ép chiêu Hoàng Nhường ngôi cho chồng, vậy là nhà Lý chấm dứt từ đây, và cũng là lúc nhà Trần bắt đầu nắm quyền cai trị. Trần Cảnh còn nhỏ, khi lên ngôi, mọi việc triều chính đều trong tay Thái Sư Trần Thủ Độ, và cha là Thái Thượng Hoàng Trần Thừa, tức Trần Thái Tổ, nắm quyền điều hành và quyết sách mọi sự trần cảnh chịu sắp đặt. Ngay khi hình thành nhà Trần, từ năm 1211, trong nước Đại Việt đã hình thành ba thế lực lớn, đó là Thứ nhất là họ đoàn, là đoàn thượng, Hải Dương và Hải Phòng. Thế lực thứ hai là họ Trần, là Trần Tự Khánh, ở Thái Bình, Nam Định và Nam Hưng Yên. Thế lực thứ ba, đó là họ Nguyễn, là Nguyễn Nộn, Quốc Oai, Hà Nội. Khi còn tồn tại, triều đình nhà lý chỉ kiểm soát vùng xung quanh thăng long trong thời gian nắm quyền bính trong triều cho tới khi thay ngôi nhà lý nhà trần tiếp tục phải đối phó với các lực lượng cát cứ từ thời lý do thế lực chưa đủ mạnh để chấn áp tất cả các lực lượng nổi dậy họ trần phải dùng chiến thuật khi đánh khi hòa thậm chí cả biện pháp hôn nhân chính trị và tận dụng sự xung đột của chính các thế lực này để tự làm yếu nhau cho thế lực nhà trần mạnh lên sau khi nhà trần thành lập nguyễn nộn đánh bại và giết chết được đoàn thượng vào năm 1228. Nhưng không lâu sau, cuối năm 1229, Nguyễn Nộn ốm chết, lực lượng của Nguyễn Nộn đã tự tan rã. Và lúc này, nhà Trần chấm dứt được cục diện chia cắt, tập trung củng cố nội chính, sau nhiều năm nghiêng ngả dưới các thế lực thời ý. Khi còn nhỏ, đã được sắp đặt lên ngôi, Trần Cảnh lúc ấy chỉ mới 8 tuổi. Chú là Trần Thủ Độ và Thái Thượng Hoàng Trần Thừa Nhiếp Chính và thực sự nắm quyền hành giúp vua nhưng người chú chân thủ độ bị đánh giá là người không có lễ giáo, nên lễ nghĩa phép tắc bị đảo lộn. Nhưng bù lại ông có mưu lược hơn người, trị việc trong nước đều cẩn thận và chu toàn. Về mọi mặt, thời Thái Tông củng cố các vấn đề chính nhất là mở khoa thi tam giáo, đạo giáo, nho giáo, Phật giáo sau nhiều năm bị gián đoạn do loạn lạc cuối thời lý. Định đặt luật pháp, soạn ra bộ quốc triều hình luật gồm 20 quyền để định tội danh trong nước đáng tiếc bộ sách này đã bị thất truyền mai một và lưu lạc hẳn không còn được bất cứ thông tin nào lại mở rộng phía ngoài thành đại la bốn cửa thành giao cho quân tứ sương thay phiên nhau canh giữ sửa đổi quan chức các phủ lộ đặt hai viên an phủ sứ và an phủ phó sứ trong thành dựng cung điện lầu các và nhà lang vũ ở hai bên phía đông và tây bên tả là cung thánh tử nơi thái thượng hoàng ở bên hữu là cung quan triều nơi hoàng đế ở. Chép công việc của quốc triều làm bộ quốc triều thường lễ, tổng cộng có 10 quyền. Thời đại này, thủy lợi cũng được coi trọng. Năm 1231, sai hoạn quan Nguyễn Bang Cốc, chỉ huy binh lính phủ mình đào vết kênh trầm và kênh hào, từ phủ Thanh Hóa đến địa giới phía Nam Diễn Châu. Làm xong việc thủy lợi này, vua thăng cho Bang Cốc làm phụ quốc thượng hầu. Bắt đầu định luật hành chính, chia đất nước làm 12 lộ, đặt các chức quan cai trị làm đơn sổ hộ khẩu. Con trai lớn gọi là Đại Hoàng Nam, con trai nhỏ gọi là Tiểu Hoàng Nam, 60 tuổi gọi là Lão, già lắm thì gọi là Long Lão. Nhân đinh có dụng đất thì nộp tiền thóc, người không có dụng đất thì miễn cả. Có một đến hai mẫu ruộng thì nộp một quan tiền, có ba đến bốn mẫu thì nộp hai quan tiền, có từ năm mẫu ruộng trở lên thì nộp ba quan tiền. Tô ruộng mỗi mẫu nộp một trăm thăng thóc. Lúc này cũng bắt đầu thông thương nơi biên giới để có thể giao thương với nhà Tống ở Giang Nam. Khi Nguyên Thái Tông mất, thì cửa ải thường không thông. Nếu có sứ mệnh, thì chỉ có hai viên tránh phó sứ và hai bọn người đi theo. Còn sản vật tiến cống có bao nhiêu, thì gói bọc đưa đến địa đầu biên giới. Quan địa phương nhận giữ và chuyển nộp. sứ thần đến kinh chỉ dâng biểu tâu thôi. Các vật tiến cống không đến nơi cùng lúc được. Đến bây giờ, khi sai tướng chống giữ và đánh chiếm mới thông hiếu được với nước Tống mỗi khi thiên tai, lụt lội, hạn hán, thì triều đình thường ban hành luật miễn thuế khóa, mở lương thóc rồi đại xá. Cho nên quốc lực mau chóng khôi phục, Đại Việt lại trở nên phồn thịnh như thời nhà Lý. Trong Đại Việt sử ký toàn thư có ghi chép như sau. Bây giờ quốc gia vô sự, nhân dân yên vui, người làm quan giữ mãi một chức, người ở quán, cách 10 năm mới được xuất thân, người ở sảnh, cục 15 năm mới được xuất thân, chức tể tướng thì chọn người hiền năng trong tôn thất, có đạo đức, tài nghệ, thông hiểu thi thư thì cho làm. Đến năm 1252, Thái Tông đổi niên hiệu là Nguyên Phong. Ở phía Nam có loạn, và ông lập tức dẫn binh đi đánh Chiêm Thành. Trước đó khi nhà Lý Suy, Chiêm Thành thường hay xô binh, công phá ở vùng Nghệ An, dân chết vô số. Nay vua lên ngôi mà không sang thông hiếu, nên rất giận, dẫn quân đi đánh và bắt được nhiều thần thiếp, cướp được nhiều của cải. Uy danh Đại Việt đối với Chiêm Thành lại được thiết lập, Giai đoạn này gọi là Nguyên Phong chi trị. Vào năm 1258, sau khi đánh bại đại quân của một lương hợp thai của người Mông Cổ, Thái Tông truyền ngôi cho hoàng thái tử Trần Hoàng và xưng là Thái thượng hoàng. Từ đấy, nhà Trần theo lệ truyền ngôi sớm cho thái tử, thượng hoàng tuy nhường ngôi nhưng vẫn cùng vua quán xuyến mọi việc, giúp vị vua trẻ quen dần chính sự để đến khi cứng việc thì mới giao phó hoàn toàn. Điều này tránh việc tranh giành quyền lực, dẫn đến anh em tương tàn. Lũng đoạn triều nội. Khi Trần Hoàng lên ngôi, được gọi là Trần Thánh Tông. Dưới thời của Thánh Tông hoàng đế, mọi việc chính sự vẫn đều chu toàn, nhà Trần tiếp tục thịnh trị. Ông xưng là Nhân Hoàng, niên hiệu cải thành Thiệu Long. Đến năm 1264, khi Thái quốc sư Trần Thủ Độ qua đời, thọ 71 tuổi. Thái sư công chính Nghiêm Minh, nhà Trần có được ngôi báu và sự thịnh trị đời Thái Tông phần nhiều là công sức của ông. Đến đây truy phong Trần Thủ Độ là Thượng Phụ Thái Sư Trung Vũ Đại Vương. Nhiều nhân sự trong triều cũng được thay đổi trong thời Thánh Tông. Bây giờ Đặng Kế làm Hàn Lâm Viện Học Sĩ, Đỗ Quốc Tá làm Trung Thư Sảnh Trung Thư Lệnh, đều là nho sĩ văn học. Theo chế độ cũ, không phải là nội nhân, hoạn quan, thì không được làm hành khiển, chưa bao giờ dùng nho sĩ văn học. Bắt đầu từ đây, nho sĩ văn học mới giữ được quyền bính, cũng là dấu hiệu của nho giáo đang bắt đầu có ảnh hưởng mạnh mẽ trong bộ máy hành chính nhà nước còn đối với anh em trong hoàng tộc nhà vua luôn coi là thân thiết ông xuống chiếu cho các vương hầu tôn thất khi bãi triều thì vào trong điện và lan đình vua cùng ăn uống với họ hôm nào trời tối không về được thì xếp gối dài trải chăn rộng kê giường liền cùng ngủ với nhau để tỏ hết lòng yêu quý nhau còn như trong các lễ lớn như triều hạ tiếp tân yến tiệc thì phân biệt rõ ngôi thứ cấp bậc cao thấp. Vì thế, các vương hầu thời ấy, không ai là không hòa thuận, kính sợ, và cũng không phạm lỗi khinh nhờn, kiêu căng. Đến năm 1277, Thượng Hoàng Thái Tông băng hà, hưởng thọ 60 tuổi, làm Thượng Hoàng được 19 năm. Và cùng năm đó, Thánh Tông nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử Trần Khâm, gọi là Trần Nhân Tông. Nhân Tông xưng làm hiếu hoàng, đổi niên hiệu thành thiệu bảo. Khi Nhân Tông lên ngôi, họa giặc giã từ quân Nguyên, ở phía Bắc đang kéo đến. Năm đó, quân Nguyên đánh diệt nhà Tống, tả thừa tướng nhà Tống là Lục Tú Phu, cõng Tống Đế nhảy xuống biển chết. Trong hậu cung và các quan chết theo vua Tống rất nhiều. Sau một tuần lễ, đã có đến hơn 10 vạn xác chết nổi lềnh bềnh lên mặt biển và sắc vua Tống cũng ở trong số đó. Để chuẩn bị cho chiến tranh chống quân xâm lược, nhà Trần cho tiến hành xét duyệt sổ đinh, chuẩn bị lương thảo và lực lượng, phong cho hưng đảo vương Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân đội toàn quốc, sai chọn các tướng có tài chỉ huy, phân chia đi nắm giữ các đơn vị. Và cuối cùng, khi chiến đấu, quân đội nhà Trần toàn thắng vào năm 1285 và năm 1288, với đoàn quân Mông Nguyên, một lực lượng kinh hoàng nhất thế giới lúc ấy. Đến đây, nhà Trần bắt đầu bước vào thời thịnh trị lâu dài tiếp theo, khoan thai sức dân, củng cố quốc lực, dựng xây văn hóa, đời sống tinh thần của toàn xã hội. Đến năm 1290, Thượng Hoàng Thánh Tông băng hà, hưởng dương 50 tuổi. Chỉ vì được 21 năm, làm Thượng Hoàng được 11 năm. Ông là người thiên tư, nhân ái, kế nghiệp Thái Tông, khiến quốc gia hưng thị, lại giúp nhân Tông chống giặc ngoại xâm, thực là công lao to lớn. Miếu hiệu Thánh Tông Hoàng đế cũng là rất tôn xứng với những đóng góp ấy. Đại Việt, sau thời kỳ chiến tranh, xảy ra mất mùa, thất bát. Cũng ngay trong năm Thánh Tông mất, trong chiều chuẩn bị tang lễ, thì nhân dân ngoài kinh thành lại đói to. Ba thăng gạo giá một quan tiền, dân nhiều người bán ruộng đất và bán con trai con gái, làm nô tỳ cho người, mỗi người giá một quan tiền. Vua mới ngay lập tức xuống chiếu phát thóc công trần, cấp dân nghèo và miễn thuế nhân đình. Năm sau, tiếp tục chết đói, hai năm này liên tiếp nạn đói hoành hành, nhân tông ban chiếu cho nô dịch, nô lệ, có thể mua chuộc lại ruộng đất để tăng cường cải thiện tình hình lương thực. Vậy là tình hình dần dần cải thiện. Đến năm 1293, nhân tông nhường ngôi cho hoàng thái tử Trần Thuyên, sách sử gọi là Trần Anh Tông. Anh Tông xưng làm anh hoàng. Với anh Tông hoàng đế thì ông là một vị vua có tính trưởng thành cao trong các vị vua nhà Trần. Khi mới lên nối ngôi, Anh Tông hay uống rượu và đêm thường hay lén ra ngoài đi chơi, có lần bị bọn vô lại ném gạch trúng đầu. Rồi có một hôm uống rượu say, đến nối thượng hoàng nhân tông ở thiên trường về kinh đô, các quan đều ra đón rước cả, mà vua vẫn nằm ngủ. Thượng Hoàng biết được, quá tức giận, chuyển xa giá lập tức về thiên trường, và hạ chiếu cho bách quan phải về đấy, hội nghị định chuất ngôi anh Tông. Khi anh Tông tỉnh rượu, biết Thượng Hoàng về kinh đô, sợ hãi quá, vội vàng chạy ra ngoài cung, gặp một người học trò tên là Đoàn Như Hải, nhờ thảo bài biểu để dâng lên tạ tội, rồi cùng với Như Hải xuống thuyền, đi suốt đêm đến phủ thiên trường. Thượng Hoàng xem biểu, rồi quả mắng một lúc, và tha lỗi cho anh Tông. Về đến Kinh Sư, anh Tông cho đoàn Như Hài làm ngự sử trung tán, và từ đấy ông không bao giờ dám uống rượu nữa. Từ đấy trở nên thông tuệ và sáng suốt hơn. Vua anh Tông từ sau việc ấy, thay đổi hẳn và siêng năng hơn, tối hôm tấu duyệt sớ của chính sự. Và từ sau vụ ấy, vua cũng đâm ra ghét người nghiện rượu, và không dùng những người ấy vào việc quan. Ông cũng là người rất ghét nạn đánh bạc, ông đã sai đánh chết thượng phẩm nguyễn hưng vì tội ấy dưới thời anh tông luật pháp rất nghiêm vì thế trong nước có trật tự quốc gia đi lên nhanh chóng dưới thời ông ai lao và các động biên giới cũng hay thường xuyên quấy nhiễu dù trần quang khải trần quốc tuấn đều đã qua đời nhưng các tướng phạm ngũ lão trần nhật duật trần quốc tàng đều là các danh tướng giỏi nên biên giới được bảo vệ an lành đối với văn hóa thời đại vua anh tông đã xuất hiện các danh nhân như Đoàn Như Hải, Trương Hán Siêu, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Trần Thị Kiến, Bùi Mộc Đạt. Về lễ phục quan lại, vua Anh Tông cũng quy định áo mũ và kiểu ngồi cũng rất chặt chẽ, rõ ràng. Đến năm 1300, quy định quan văn thì đội mũ đinh tự màu đen, tụng quan thì đội mũ toàn hoa màu xanh, vẫn như quy chế cũ. Ống tay áo của các quan văn, võ, rộng chín tấc đến một thước hai tấc, không cho dùng từ tám tấc trở xuống. Các quan văn võ không được mặc xiêm, tụng quan không được mặc thường, mũ toàn hoa xanh, có hai vòng vàng đính vào hai bên. Nhưng đến năm sau, đổi lại thành các quan văn, võ, đều đội mũ đinh tự, thêm miếng lụa bọc tóc màu tía sen màu biếc. Các kiểu mũ của vương hầu, người tóc dài đội mũ triều thiên, người tóc ngắn đội mũ bao, để phân biệt rõ ràng và cụ thể. Một sự kiện đánh dấu sự mở rộng cương vực Đại Việt là việc anh tông gả em gái là Huyền Trân công chúa cho chế mân để đổi lấy hai châu Âu Lý từ đèo Hải Vân Thừa Thiên đến phía Bắc Quảng trị ngày nay. Đây là cuộc hôn nhân mang màu sắc chính trị nhưng chỉ được một năm thì chế mân băng hà. Vua anh tông lo sợ Huyền Trân ở đấy không đảm bảo nên cử Trần Khắc Trung đến cướp công chúa về. Từ đấy người chiêm thành oán hận đại việc. Đến năm 1311 chúa chiêm thành là chế trí đánh trả nhưng bị đại bại vì không đủ khả năng và trình độ. Đến năm 1318, chế năng tiếp tục đem quân đánh phá, nhưng rốt cục vẫn không kết quả thắng mà chỉ chuốc lấy bại vòng. Năm 1314, anh Tông nhường ngôi cho hoàng thái tử Trần Mạnh, được gọi là Trần Minh Tông. Minh Tông xưng làm linh hoàng. Thượng hoàng anh Tông lúc này vẫn giúp đỡ Minh Tông trông coi chính sự. Triều đại nhà Trần dưới thời Minh Tông tiếp tục duy trì sự thịnh vượng của các đời anh Tông đã tạo nên sự thịnh thế này được gọi là anh Minh Thịnh Thế, kéo dài hơn 60 năm hưng thịnh về sau. Dưới thời Minh Tông, trong huyết thống hoàng gia, đã bắt đầu có ngoại thích xen vào. Đó là việc ông sủng ái anh Tư Phu Nhân, con gái một quan viên họ Lê, và em Phu Nhân là sung viên Lê Thị. Cả hai bà đều sinh ra các hoàng tử và đều là những người sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế Đại Việt tương lai. Anh Tư Phu Nhân sinh ra hoàng trưởng tử Trần Vượng, Trần Phủ, còn Lê Sung Viên, sinh ra hoàng tử út trần kính vua minh tông do sủng ái anh tư phu nhân nên muốn lập con của phu nhân là trần vượng làm thái tử nhưng gặp phải sự phản đối từ cha của lệ thánh hoàng hậu là huệ vũ vương trần quốc trần một đại thần trụ cột đương thời con trai của nhân tông hoàng đế người mà minh tông phải gọi bằng chú khi anh tông hấp hối ông đã giao quốc trần chăm nom minh tông nên có thể nói địa vị của quốc trần rất cao khi quốc trần phản đối Việc ông lập Trần Vượng làm thái tử, Minh Tông phải thôi nhưng rất bực mình. Sau đó, dưới sự xúi dục của Trần Khắc Trung, Văn Hiến Hầu là con trai của Trần Nhật Duật. Cùng sự ngấm ngầm của anh Tư Phu Nhân, Minh Tông đã bắt giam quốc Trần vào một ngôi chùa và khiến quốc Trần thiệt mạng. Và cuối cùng, Minh Tông sau đó truyền ngôi cho thái tử Trần Vượng, gọi là Trần Hiến Tông. Hiến Tông chết khi còn trẻ, Minh Tông lập con của lễ thánh hoàng hậu là Trần Hạo, tức Trần Dụ Tông. Vào năm 1358, Thượng hoàng Minh Tông Băng Hà, Hưởng Dương 59 tuổi, Dụ Tông phải tự mình điều hành chính sự do non yếu, nên thời kỳ suy vong của nhà Trần bắt đầu, bắt đầu từ Dụ Tông. Trần Dụ Tông tuy được đánh giá thông minh, hiểu rộng, sách vở đều thông, nhưng đến khi Thượng hoàng Minh Tông Băng Hà, ông trở nên bỏ bê chính sự. Ông ham mê tử sắc, ra lệnh cho xây cung điện, tạo sưu cao, thuế nặng làm cho nhân dân vô cùng khổ sở và ca thán. Trong nước, giặc giã nổi lên khắp nơi. Trong khi đó tại triều đình, các bọn gian thần kéo bè, kết đảng và trở nên lộng hành nhiều vô cùng. Thời gian này, có một vị quan thanh liêm là Chu Văn An, ông là trung thần tại triều đình, đã dâng thất trảm sớ, đề nghị trị tội những tên tham quan ô lại. Vua Trần Dụ Tông đã không nghe theo, nên Chu Văn An đã từ quan về nhà dạy học, không phục vụ triều đình thêm nữa vì có giúp sức cũng phí công. Vua dụ tông ham chơi bời, mê đàn hát, thường sai các vương hầu và công chúa bày tiệc, đóng trò hát tuồng cho vui, ai diễn hay thì được thưởng. Mặc dù phép tắc nhà Trần rất nghiêm khắc với tội đánh bạc, nhưng Trần Dụ Tông lại thích trò này, chiêu tập các nhà giàu vào cung, đánh bạc cùng vua. Có người đã sàm tấu với ông rằng, Thái úy cung tính đại vương Trần Nguyên Trác đã yểm bùa hại ông. Vậy là suýt chút nữa Dụ Tông đã sát hại Nguyên Trác bởi hiến từ hoàng thái hậu đã can ngăn ông sai phu xây cất nhiều cung điện đào hồ ở vườn trong hậu cung trong hồ xây đá làm núi trồng nhiều cây cỏ lạ và nuôi chim thú quý sau đó ông lại sai làm hồ con lệnh cho dân ra biển chở nước mặn đổ vào hồ và thả cá biển đồi mồi vào nuôi vua thích chơi bời các quý tộc cũng hưởng ứng theo vua khiến triều đình dối nát bên ngoài xảy ra mất mùa trong nhiều năm Trần Dụ Tông chỉ có các biện pháp khắc phục tạm thời, như sai các nhà hào phú, bỏ thóc lúa chu cấp cho người nghèo để chống đói, và thưởng chức tước cho họ để trả công. Ông không chú trọng việc đắp đê và làm thủy lợi để phát triển nông nghiệp lâu dài, mà chỉ nhìn những cái trước mắt, dần dần dưới thời đại của ông càng lụn bại và đã sinh nhiều cuộc nổi loạn. Năm 1369, Trần Dụ Tông băng hà, hưởng dương 34 tuổi, cai trị được 28 năm. Trần Nhật Lễ, con của cung tĩnh vương Trần Nguyên Dục, được chọn làm người kế thừa ngai vị. Nhật Lễ không phải là con của Nguyên Dục, mà mẹ Nhật Lễ vốn là cô Đào, vợ của kép hát Dương Khương. Bà múa vợ vương mẫu hiến bàn đào. Thân người rất đẹp nên Nguyên Dục si mê, buộc bà phải bỏ Dương Khương, mà về làm vợ mình. Nhưng lúc đó bà đã mang thai lễ. Sau khi Nhật Lễ sinh ra, Nguyên Dục tự nhận làm con mình. Đến khi dụ tông bệnh nặng, chuyển ngôi cho Nhật Lễ để kế thừa. Thật ra, Lúc đó triều thần không muốn thế, mà muốn lập cung định vương, Trần Phủ lên thay. Nhưng hiến từ Hoàng Thái Hậu lại nghĩ đó là cháu mình, khăng khăng lập nhật lễ, nên quần thần đều phải nghe theo. Sau khi nhật lễ lên ngôi, Tôn Thái Hậu làm Thái Hoàng Thái Hậu, Trần Nguyên chắc làm Thượng tướng Quốc Thái Tể. Sau này, Thái Hoàng Thái Hậu biết chuyện của nhật lễ, hết sức thất vọng, mà muốn phế chuất lễ, nên lễ ra tay trước, cho người ngầm bỏ độc giết chết Thái Hậu. Và cứ thế, nhật lễ ở ngôi nhưng bỏ bế chính sự, ham độ tử sắc, hàng ngày chỉ rong chơi, thích các trò hát sướng, muốn đổi lại họ là Dương. Việc này đã làm bất bình trong giới hoàng tộc nhà Trần, trong đó có thái tể Trần Nguyên Trác. Ông ngầm lập mưu bắt lễ trong cung, cùng con trai là Trần Nguyên Tiết, với hai cháu trai là con của thiên ninh công chúa. Ông đã xâm nhập vào cung nhưng kế hoạch thất bại. Nguyên Trác cùng đồng đảng đều bị nhật lễ giết hết. Đến tháng 10 năm 1370, Cung Định Vương Trần Phủ, vì có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ, sợ và lây đến mình, nên đã tránh ra trấn Đà Giang, ngầm hẹn với các em là Cung Tuyên Vương Trần Kính, Trương Túc Quốc Thượng Hầu Trần Nguyên Đán, cùng với Thiên Ninh công chúa, hội ở sông Đại Lại, phủ Thanh Hóa để giấy quân. Và trở ra kinh đô lật đổ Nhật Lễ, khi lật ngôi của Nhật Lễ thì giáng xuống làm hôn đức công. Và Cung Định Vương Trần Phủ lên ngôi, thay ngôi của Nhật Lễ, tức là vua Trần Nghệ Tông. Nghệ Tông Hoàng đế giữ ngai vị được hai năm, rồi lên làm Thái Thượng Hoàng, và nhường ngôi vua cho em trai là Trần Kính lên thay, Trần Kính tức là Trần Duệ Tông. Nhưng vào năm 1377, Trần Duệ Tông tử trận ở Chiêm Thành, Nghệ Tông lại phải lập con của Duệ Tông, là Trần Hiện lên thay, tức là Trần Phế Đế. Thượng Hoàng Nghệ Tông nắm quyền bính trong tay, quyết định mọi việc, nhưng ông lại quá tin dùng một mình Hồ Quý Ly, là là ngoại thích của nhà Trần. Vì Hồ Quý Ly là cháu của Minh Tử Thái Phi, mẹ của Nghệ Tông. Hồ Quý Ly rất có tài, nhưng chưa đủ tầm để nắm trọn quyền và rất nóng lòng chiếm ngôi, nên xúi dục Nghệ Tông giết hại các trung thần, giết các hoàng tử, giết các thân vương, và ngay cả Phế đế cũng bị sự rèm pha của Quý Ly mà cuối cùng cũng bị Nghệ Tông phế bỏ. Lúc này, con út của Nghệ Tông là Trần Ngung, tức là Trần Thuận Tông, được lập lên ngôi, nhưng cũng không có thực quyền con gái lớn của Hồ Quý Ly là khâm thánh hoàng hậu của Thuận Tông, nên mọi việc của Thuận Tông càng bị Quý Ly siết chặt hơn bởi lẽ Hồ Quý Ly rất gian xào. Do sự suy yếu chính quyền, các cuộc khởi nghĩa đã nổ ra rất nhiều. Cụ thể là khởi nghĩa của Ngô Bệ, Nguyễn Thanh cùng với cậu hai là Nguyễn Kỵ và em út là Nguyễn Bổ, rồi Nguyễn Nhất Cái, Phạm Sư Ôn là tăng sư nổi tiếng, cũng đã không chịu được sự nhu nhược của triều đình lúc này, đã đứng lên khởi nghĩa nhưng tất cả các cuộc khởi nghĩa này đều tự phát chưa có mục đích rõ ràng và thiếu sự tổ chức bài bản nên tất cả đều không thành công họ hồ lúc này vì có mưu đồ xoán đoạt ngôi vị mà lại được sự tin dùng của nghệ tông nên hồ quý ly đã tạo được khá nhiều phe cánh và bè đảng ở triều đình và khắp mọi nơi rồi từ đó hồ quý ly càng ngày càng lộng quyền và cuối cùng không những không coi ai ra gì mà vua ông ấy cũng không coi ra gì năm 1394, Nghệ Tông Băng Hà, hưởng thọ 74 tuổi. Lúc này Hồ Quý Ly nắm tất cả quyền hành, rồi sai người vào đất Thanh Hóa, xây thành Tây Đồ. Sau khi công việc xong xuôi, Hồ Quý Ly bắt Trần Thuận Tông rời kinh về Tây Đồ, rồi lập mưu ép Thuận Tông, nhường ngôi cho con là Trần An. Khi đó Trần An mới có 3 tuổi lên ngôi, tức Trần Thiếu Đế. Và nghiễm nhiên, Hồ Quý Ly làm phụ chính, rồi sai người giết Thuận Tông và ông tự xưng làm quốc tổ trương hoàng. Nhìn thấy âm mưu của Hồ Quý Ly, nhiều tướng lĩnh nhà Trần, như Đại tướng quân Trần Khát Trần, cùng các tông thất tập hợp lực lượng với mưu đồ tiêu trừ Hồ Quý Ly, nhưng cơ mưu bị bại lộ, và tất cả đều bị bắt và bị giết, tổng cộng vào khoảng hơn 370 người. Đến năm 1400, quyền hành của Hồ Quý Ly đã rất mạnh, thâu tóm toàn bộ triều chính. Hồ Quý Ly quyết định phế chuất Trần Thiếu Đế, rồi tự xưng làm vua chiếm lấy ngôi nhà Trần, đổi vận nước sang họ Hồ và lập ra triều đại nhà Hồ. Đến đây, nhà Trần sụp đổ, kéo dài 175 năm với 12 đời vua. Và về sau, khi mà nhà Hồ bại vong sau 7 năm tại ngôi, thì nhà Trần lại tái lập thời hậu Trần được thêm 7 năm với hai đời vua, nhưng cơ sự cũng yếu ớt và vua cũng chấp nhận cái chết uy danh cùng với vận nước lúc khốn cùng ấy. Hồ Quý Ly làm vua được 7 năm thì mất nước vào tay quân Minh tôn thất nhà Trần khởi nghĩa chống quân Minh, nhà Trần được tái lập bởi giản định đế, tức là Trần Ngỗi, vào tháng 10 năm 1407 tại Ninh Bình. Sau đó, bị quân Minh truy sát, giản định đế chạy vào Nghệ An, viên đại chi châu châu hóa là đặng tất giết quan nhà Minh, dẫn quân từ hóa châu ra theo phò Trần Ngỗi, vậy là nhà hậu Trần làm chủ từ Nghệ An vào Thanh Hóa. Sang năm 1408, quân hậu Trần tiến quân ra Bắc, đánh bại quân Minh, do Trinh Di tướng quân Mộc Thành chỉ huy ở trận Bô Cô, bao vây được các thành, cơ hội khôi phục nhà Trần, giành lại đất nước trở nên rất rõ ràng. Nhưng năm 1409, Giản Định Đế nghe lời dèm pha của kẻ xấu, giết hại hai tướng trụ cột là Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Trân, khiến cho hai người con của họ là Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị kéo quân trở về Nghệ An, lập Trần Quý Khoáng lên làm vua, lấy hiệu là Trùng Quang Đế. Trùng Quang Đế kéo quân ra bắt được Giản Định Đế, nhưng vì là tôn đất nên không giết, và tôn làm thượng hoàng, cả hai cùng nhau đánh quân Minh. Hoàng đế vĩnh lạc nhà Minh lúc này, sai trương phụ đem quân tiếp viện cho Mộc Thạnh, giản định đế thua trận bị xử tử. Trùng quang đế nao núng tinh thần, lui dần về phía nam, và thất bại hoàn toàn trong trận đánh đấm máu ở Thuận Hóa năm 1414. Trùng quang đế nhảy xuống biển tự sát, khi đang bị giặc bắt đưa lên thuyền mang về nước. Như vậy, nhà hậu trần gồm hai vua, kéo dài được 7 năm, từ 1407 đến năm 1414. Do Trùng Quang Đế và Giản Định Đế đều là thành viên hoàng tộc nhà Trần, đã có công lãnh đạo nhân dân chống ngoại xâm, nên kết cục dù thất bại trong việc khôi phục nhà Trần và nước Đại Việt, nhưng họ vẫn được người dân coi là hai vị vua chính thống của nhà Trần và của nước Đại Việt. Do vậy các đền thờ nhà Trần thường có tượng thờ và bài vị 14 vị vua, gồm 12 vua nhà Trần và hai vua nhà hậu Trần. Với cống hiến của triều đại nhà Trần, với cống hiến của các vua, tướng, quan quân nhà Trần, theo đánh giá của các sử gia, việc nhà Trần lên thay nhà Lý vào đầu thế kỷ 13 là cần thiết và kịp thời cho sự phục hưng nước Đại Việt đang bị suy yếu nghiêm trọng vào cuối thời nhà Lý. Nếu không có sự xuất hiện của nhà Trần, nước Đại Việt sẽ khó tồn tại trong cảnh cát cứ, Nguyễn Nộn, Đoàn Thượng, bên trong, và Họa Mông, nguyên bên ngoài như các nước đại lý, Nam Tống láng giềng. Nguyên nhân cơ bản nhất cho những thành công của nhà Trần là chính sách đoàn kết nội bộ của những người lãnh đạo. Dù trong hoàng tộc nhà Trần có những người phản bội theo nhà Nguyên, nhưng nước Đại Việt không bị mất nhờ sự ủng hộ của đông đảo dân chúng. Còn một nguyên nhân nữa phải kể tới trong thành công của nhà Trần là đội ngũ tướng lĩnh xuất sắc, nòng cốt lại chính là các tướng trong hoàng tộc nhà Trần. Dù xuất thân quyền quý, nhưng các hoàng tử thân tộc nhà trần ngoài lòng yêu nước và bảo vệ quyền lợi dòng tộc số lớn là những người có thực tài cả văn lẫn võ thật hiếm dòng họ cai trị nào có nhiều nhân tài nổi bật và nhiều chiến công như nhà trần đặc biệt là thế hệ thứ hai như trần quốc tuấn trần nhân tông trần quang khải trần nhật duật đều là những tên tuổi lớn trong lịch sử việt nam đó là chưa kể tới trần thủ độ trần khánh dư trần quốc toản quân đội mông nguyên đương thời là đế quốc lớn nhất thế giới, hùng mạnh nhất thế giới, những nơi người mông bại trận lúc đó, như Ai Cập quá xa xôi, Nhật Bản và Indonesia đều có biển cả ngăn cách và quân mông cũng không có sở trường đánh thủy quân nên mới bị thua trận. Thế nhưng nước Đại Việt lúc đó nằm liền kể trên đại lục Trung Hoa, trung đường biên giới cả ngàn dặm với người mông, mà người mông vẫn không đánh chiếm được. Một đế quốc đã nằm chùm cả đại lục Á, U, mà không lấy nổi một giải đất bé nhỏ ở phía Nam có so sánh tương quan lực lượng với kẻ địch và vị trí địa lý với những quốc gia làm được điều tương tự mới thấy được sự vĩ đại của chiến công ba lần đánh đuổi Mông Nguyên của nhà Trần. Đây là kỳ công hiếm thấy trên toàn cõi thiên hạ và trong toàn quá trình lịch sử văn minh nhân loại. Tổng quát nhìn chung, triều đại nhà Trần có thể chia ba thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất từ Thái Tông đến Nhân Tông là thời xây dựng và chống Mông Nguyên, thời thứ hai từ Anh Tông đến Hiến Tông có Thượng Hoàng Minh Tông là thời kế tục, thời thứ ba, từ Dụ Tông sau khi Thượng Hoàng Minh Tông mất cho tới khi kết thúc là thời suy tàn. Để tránh họa ngoại thích, nhà Trần chủ trương chính sách hôn nhân nội tộc. Chính sự nhà Trần bắt đầu suy là từ đời vua Trần Dụ Tông thích xa hoa hưởng lạc, xa lánh lương thần, tin dùng gian thần. Nhưng đó đơn giản chỉ là sự hưởng thụ, giống như Lý Cao Tông trước đây mà thôi. Tới các đời sau, đặc biệt là Trần Nghệ Tông, và trần phế đế có hàng loạt biểu hiện của sự mê muội ngu ngốc u tối của người cầm quyền trần nghệ tông đã tin dùng một mình hồ quý ly nghe lời quý ly đã sát hại hàng loạt con cháu những người thân thuộc có tài của họ trần nhiều hành động của nghệ tông như để dọn sạch sẽ đường đi cho quý ly cướp ngôi nhà trần sau này thời kỳ nghệ tông trở về sau vấn đề chống chiêm thành là lớn nhất vậy mà một quý ly luôn chạy dài trước những đợt tấn công của địch không hề lập được công bao giờ ấy vậy mà vẫn được tin dùng đến như thế. Còn Nghệ tông đối với Đỗ Tử Bình, gian thần xảo trá gây ra cái chết của Trần Duệ tông, không những không chừng trị đích đáng, mà còn nhiều lần thăng lên làm đại thần cấp cao hơn trước, khi chết, 1382 còn được truy tặng gia phong. Những hành động tối tăm, mê muội đó phải chăng là sản phẩm của sự thoái hóa giống nòi do hôn nhân nội tộc nhiều đời gây ra, những lần tiếm quyền, thoán ngôi khác trong lịch sử Việt Nam như Dương Tam Kha, Đoạt Ngô tiền lê đoạt đinh trần đoạt lý mạc cướp lê trịnh át lê đó đều là cường thần hiếp chúa quan hệ giữa quý ly với nghệ tông tử bình với đế hiện không thể như trần thủ độ với lý huệ tông mạc đăng dung với lê cung hoàng việc dung túng cho cấp dưới những kẻ trực tiếp đụng chạm tới quyền lợi của dòng tộc mình mà vẫn không hay biết như các vua trần quả là hiếm có vậy nghệ tông có con mắt nhìn đời hay không thực tế cho thấy việc mất ngôi nhà trần người có lỗi lớn nhất thuộc về trần nghệ tông các vua trần thời hậu kỳ kể cả minh tông đều không biết chiêu mộ nhân tài lực lượng quan lại đều kém cỏi nếu những thế hệ trước thắng giặc mông nguyên khổng lồ một cách oai hùng bao nhiêu thì đời con cháu lại thất bại và phải chạy trốn một chiêm thành nhỏ bé từng núp bóng mình trong chiến tranh chống nguyên mông xưa kia tới lúc bị chiêm thành xâm lấn không hề có một gương mặt nào của dòng họ trần đứng ra chống được giặc mà phải dựa vào một tướng ngoài hoàng tộc Trần Khát Trân vốn mang họ Lê. Nếu trong dòng dõi nhà Trần, thời kỳ sau có những nhân tài như giai đoạn đầu, thì dù Quý Ly có giá tâm, cũng không thể tính chuyện cướp ngôi. Nhà Trần trượt dốc từ Trần Dụ Tông, sau sự kiện Dương Nhật Lễ và cái chết của Duệ Tông, nhà Trần đã không gượng dậy được nữa. Đó chính là thời cơ cho Hồ Quý Ly làm việc chuyên quyền và chiếm lấy ngôi nhà Trần một cách trọn vẹn. Nhà Trần đã mất vào tay họ Hồ, nhưng dù sao, nhà Trần vẫn là một trong những triều đại nổi bật nhất trong lịch sử Việt Nam, mạnh mẽ nhất trong chiều dài lịch sử. Trang sử về nhà Trần trong sử sách được nằm trong số những trang sáng nhất và để lại nhiều bài học quý báu nhất cho muôn đời sau. Trong triều đại nhà Trần, ngoài những cuộc chiến tranh với quân Nguyên Mông ở phía Bắc, thì Đại Việt cũng có những sự liên hệ với các nước láng giềng phía Tây và phía Nam là Ai Lao và Chiêm Thành. Có thể nói trong các triều đại Việt Nam, Chiêm Thành không lúc nào không quấy phá và cuộc chiến tranh giữa hai nước vẫn thường xuyên và liên tục xảy ra. Lúc nhà Trần lên ngôi, nước Chiêm Thành vẫn giữ lệ triều cống và giao hảo. Trong đời vua Trần Nhân Tông, sau khi chinh phạt được Chiêm Thành, thì giữa Đại Việt và nước Chiêm Thành luôn có sự qua lại tốt đẹp. Đến đời vua Trần Anh Tông, thì lúc bấy giờ Trần Nhân Tông đã lên làm Thái Thượng Hoàng và trong lúc sang thăm vãn cảnh nước Chiêm và để cho tình giao hảo của hai nước trở nên bền vững hơn nhà Trần đã gả công chúa Huyền Trân cho vua Chiêm Thành là Chế Mân vào năm 1306. Ngược lại, Chế Mân dâng Châu Ô và Châu Dĩ cho Đại Việt. Vua Trần Anh Tông đổi tên là Thuận Châu và Hóa Châu rồi đặt quan cai trị cũng như cho di dân sang ở. Một năm sau, Chế Mân chết. Theo tục lệ Chiêm Thành thì Hoàng hậu phải bị hỏa thiêu chết theo. Vua Trần Anh Tông không chấp nhận việc con em mình phải chết nên đã sai tướng Trần Khắc Trung giả tiếng vào thăm rồi tìm kế rước về. Chế Mân chết thì chế chỉ lên thay và đòi lại hai châu mà chế Mân đã dâng cho Đại Việt. Vua Trần Anh Tông sai quân sang bắt chế chỉ đem về trị tội và phong cho em của chế chỉ là Chế Đà A Bà lên thay làm vua nước Chiêm Thành. Đến đời vua Trần Dụ Tông, con và rể của vua Chiêm Thành tranh giành nhau ngôi vua, quân nhà Trần sang can thiệp nhưng bị quân Chiêm Thành đánh bại cả hai lần. Năm 1370 các hoàng tử con vua Trần Minh Tông lật đổ Dương Nhật Lễ. Mời các bạn xem phần Thời kỳ suy tàn biên dưới, lập Trần Nghệ Tông. Mẹ Nhật Lễ chạy sang Chiêm Thành, xui vua Chiêm Thành đánh Đại Việt. Lúc đó thế lực nhà Trần đã suy yếu. Chiêm Thành có ý khởi binh, đánh để đòi lại hai châu đã mất. Đến đời vua Trần Duệ Tông, vua Chiêm Thành là chế bồng Nga, quấy rối biên giới. Vua Trần Duệ Tông sai đỗ tử bình, đem quân chấn giữ hóa châu chế bồng Nga đem mười mâm vàng dâng lên. Tử Bình ỉm đi, cướp làm của mình, nói dối là chế bồng Nga ngạo mạn vô lễ, nên đem quân đánh. Duệ Tông giận lắm, quyết ý thân trinh ra trận. Cuối năm 1376, quân Trần xuất phát. Năm 1377, quân Trần chiếm cửa thị nại, tức là Quy Nhơn ngày nay, rồi tiến đánh Kinh Thành là đồ bàn. Lúc đó chế bồng Nga, một ông vua có tài thao lược, dùng kế dụ quân nhà Trần vào ổ mai phục và đánh tan vua trần duệ tông bị tử trận hồ quý ly cùng với đỗ tử bình rút quân bỏ chạy về nước quân chiêm thừa thắng xông lên chế bồng nga nhiều lần mang quân sang đánh phá đại việt hồ quý ly nhiều lần bị bại trận tàn tác quân chiêm thành ba lần chiếm được kinh thành thăng long vua tôi nhà trần phải bỏ thành chạy quân chiêm thành cướp phá kinh thành rồi rút về đỗ tử bình chỉ bị đổ xuống làm lính một năm rồi sau đó lại được nhắc lên địa vị cao hơn như thế là thấy cái kém tài của vua lúc bấy giờ. Năm 1390, chế bồng Nga lại đem quân sang đánh. Tướng trẻ Trần Khát chân được lệnh đem binh, dàn trận ở sông Hải Triều, sông Luộc ở vùng Hưng Yên. Nhờ có hàng tướng bên chiêm sang chỉ chỗ, Khát chân sai chế hòa pháo, nhằm cả vào thuyền chế bồng Nga mà bắn. Vua Chiêm Thành trúng đạn tử trận, quân Chiêm Thành bỏ chạy, và sau đó con của chế bồng Nga hàng phục Đại Việt. Kể từ đó và trong thời gian dài, chiêm thành không dám đánh đại việt nữa cũng trong đời nhà trần quân của ai lao thường sang quấy phá cướp bóc ở vùng nghệ an và thanh hóa vì thế triều đình nhà trần đã phải sai quân lính đi đánh dẹp mãi và chính các vị vua phải thân chinh đi dẹp giặc trong đó nhiều nhất phải kể đến vua trần nhân tông mỗi lần bị thua thì quân ai lao rút về nhưng sau đó thì lại sang quấy phá trong đời vua trần anh tông ông cũng nhiều lần thân chinh đi dẹp giặc nhưng ông cũng đã ra lệnh cho phạm ngũ lão hơn 3, 4, phen đi đánh trận. Vua Trần Minh Tông cũng nhiều phen thân trinh đi dẹp giặt. Trong triều đại nhà Trần, mục đích của Đại Việt là dẹp các cuộc đánh phá và quấy nhiễu của quân Ai Lao, chứ không có mục đích đánh chiếm lấy đất nước này. Do đó chúng vẫn cứ lăm le và trở quẻ liên tục, nhờn mặt mà không thấy sợ. Về mặt quân sự, quân chủ lực nhà Trần gồm cấm quân và quân các lộ. Quân các lộ ở đồng bằng gọi là chính binh, ở miền núi gọi là phiên binh, cấm quân được gọi là quân túc vệ. Các đơn vị quân đội được gọi là quân. Đứng đầu mỗi quân là một đại tướng quân. Mỗi quân có 30 đô, chỉ huy mỗi đô có tránh phó đại đội. Mỗi đô có 5 ngũ, đứng đầu mỗi ngũ là đầu ngũ. Cấm quân là lực lượng nòng cốt trong chiến tranh chống ngoại xâm, có thể được điều động đi các lộ để tác chiến. Nhằm có lực lượng đông đảo cần thiết khi chống xâm lược, nhà Trần kế tục chính sách ngụ binh ư nông, giữ quân lính ở nhà nông của nhà Lý vừa đảm bảo số quân cần thiết, phòng khi có chiến tranh xảy tới. Vua Trần một phần giữ lại ở Kinh Thành, phòng khi có chuyện cấp bách, một phần cho về quê cày ruộng. Quân cấm vệ và các lộ có khoảng 10 vạn người. Lực lượng này theo kế hoạch và tính toán sẽ luôn đáp ứng được với thực tiễn và luôn phòng thủ tốt cho đất nước trong mọi lúc mọi nơi. Nhất là chuẩn bị lực lượng, đảm bảo bờ cõi và biên giới phía Bắc, nơi mà quân Mông Nguyên liên tục lắm le. Cụ thể như sau. Ở phương Bắc, người Mông Cổ dần dần xâm chiếm Trung Quốc. Sau khi tiêu diệt nhà Kim phía Bắc, các vua Mông Cổ tiến xuống phía Nam để diệt nước Nam Tống vốn đã suy yếu, khi bị nhà Kim của người nữ chân xâm lấn từ đầu thế kỷ 12, để tạo thế bao vây Nam Tống, vua Mông Cổ đánh chiếm nước Đại Lý, Vân Nam vào năm 1254 và sau đó đánh sang Đại Việt. Vào cuối năm 1257, tướng Mông Cổ là Ngột Lương Hợp Thai mang ba vạn quân tiến vào nước đại việt qua đường vân nam lúc này vua trần thái tông đích thân xuất trinh ra chiến trận quân trần cố gắng chặn nhưng quân mông cổ vẫn tiến vào được thăng long nhân dân thăng long theo lệnh của triều đình đã thực hiện chính sách vườn không nhà trống rút về thiên mạc hà nam ngột lương hợp thai kéo quân vào thăng long chưa đầy một tháng thì bị thiếu lương thực nhân cơ hội đó quân đại việt phản công ở đông bộ đầu quân mông cổ thua to phải rút khỏi thăng long Đến vùng Quy hóa, Yên Bái thì bị quân của tộc trưởng Hà Bổng đánh cho tan tác, quân Mông Cổ buộc phải rút chạy về Vân Nam. Đến năm 1279, quân Mông diệt được Nam Tống. Từ năm 1280, vua Mông Cổ là Hốt Tất Liệt đã lập ra nhà Nguyên. Để lấy cớ đánh đại Việt, nhà Nguyên cho toa đỗ mượn đường đánh Chiêm Thành. Sau nhiều hoạt động ngoại giao hòa hoãn bất thành, cuối cùng chiến tranh bùng phát. Cuối năm 1284, nhà nguyên liền phái hoàng tử thoát hoan và tướng toa đô mang quân đánh hai đường nam bắc kẹp lại để chiếm đại việt thoát hoan đi từ quảng tây còn toa đô đi đường biển từ cảng quảng châu trước hết đánh vào chiêm thành rồi đánh gọng kìm thốc lên từ phía nam đại việt đây là lần xâm lược đại việt với quy mô lớn nhất của nhà nguyên chúng đã huy động hơn 50 vạn quân và cũng là cuộc kháng chiến gian khổ nhất của nhà trần chống phương bắc quyết định sự tồn vong của đại việt lúc đó sau nhiều đợt rút lui để tránh thế mạnh của các đạo quân mông, dùng chiến thuật vườn không nhà trống để quân địch không có lương ăn và bị bệnh dịch do không hợp thủy thổ bản địa, nhà Trần đã tổ chức phản công vào cuối xuân, đầu mùa hè năm 1285. Với những chiến thắng ở Tây Kết, Hàm Tử, Trương Dương, quân dân nhà Trần Đại Thắng bắt giết được tòa đồ, chỉ còn thoát hoan thoát được và thu tàn quân chạy về Bắc. Thắng lợi năm 1285, về cơ bản đã xác định sự tồn tại của Đại Việt và củng cố lòng tin của người Việt có thể đương đầu được với đạo quân hùng mạnh của Mông Nguyên liền kề phía Bắc. Bởi vậy, trong lần kháng chiến thứ ba, chúng Mông Nguyên năm 1287, Hưng đạo vương Trần Quốc Tuấn nói với vua Trần, quân ta đã quen việc chiến trận mà quân nó thì sợ phải đi xa. Theo như thần thấy, phá được chúng là điều chắc chắn. Nhà Trần tiếp tục chủ động áp dụng chiến thuật, tránh thế mạnh, triệt lương thảo. Cuối cùng, quân Trần đại phá quân Nguyên ở sông Bạch Đằng vào tháng 4 năm 1288, bắt sống Nguyên Soái Ô Mã Nhi, phản tiếp Tích Lệ Cơ. Riêng Thoát Hoan một lần nữa trốn chạy về Bắc. Sau thất bại lần thứ ba ở Đại Việt, Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt vẫn chưa muốn đình chiến. Sang các năm sau, vua Nguyên tiếp tục muốn điều binh sang. Nhưng do chưa gặp thời cơ thuận tiện, tới năm 1294 lại định điều binh lần nữa, thì chính Hốt Tất Liệt băng hà cháu nội của hốt tất liệt là Nguyên Thành Tông lên ngôi, đã không muốn gây chiến với Đại Việt nữa. Việc chiến tranh với nhà Nguyên từ đó mới chấm dứt, và bờ cõi phương Bắc của ta tạm thời lắng xuống. Về hành chính trong nước, ở đời nhà Trần, Việt Nam chia ra làm 12 lộ, Đại Việt sử ký toàn thư chép như sau. Nhâm dần, thiên ứng chính bình năm thứ 11, 1242, mùa xuân, tháng 2, chia nước làm 12 lộ. Đặt chức an phủ, chấn phủ, có hai viên tránh, phó để cai trị. Các xã, sách thì đặt chức đại tư xã, tiểu tư xã. Từ ngũ phẩm trở lên là đại tư xã, từ lục phẩm trở xuống là tiểu tư xã. Có người làm kiêm cả hai xã, đến bốn xã, cùng xã chính, xã sử, xã dám gọi là xã quan. Mỗi lộ đều có quyền dân tịch để kiểm soát dân số trong lộ. Dân chúng trong nước được chia ra làm ba hạng, hạng tiểu Hoàng Nam, từ 18 tuổi đến 20 tuổi. Hạng đại Hoàng Nam, từ 20 tuổi đến 60 tuổi và hạng lão tức là trên 60 tuổi. Lúc đầu chỉ có những người trong hoàng tộc mới được giữ các chức quan. Nhưng từ đời vua Anh Tông, những người tài đức cũng được tuyển dụng vào giữ các chức vụ quan trọng này. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, phần chính biên, có ghi lại 12 lộ như sau, Thiên Trường, Long Hưng, Quốc Oai, Bắc Giang, Hải Đông, Trường Yên, Kiến Sương, Hồng Khoái, Thanh Hóa, Hoàng Giang, Diễn Châu ngoài các lộ trên nhà Trần còn đặt các phủ Lâm Bình Thái Nguyên Lạng Giang khi quân Mông Cổ đánh bại nhà Nam Tống một số quan lại địa phương nhà Tống đã quy phục nhà Trần như riêng trường hợp Hoàng Bính đem dâng phủ Tư Minh nay là bằng tường Trung Quốc vào năm 1263 năm 1306 nhà Trần gả Huyền Trân công chúa cho vua Chiêm vua Chiêm thành dâng hai châu Âu dí làm của hồi môn nhà Trần đổi thành thuận châu và hóa châu Nam Quảng Trị và Thừa Thiên Huế ngày nay, bờ cõi phương Nam như vậy tiếp tục được mở rộng ra. Vua Thái Tông cho sửa lại luật pháp rất nghiêm minh. Đại Việt sử ký toàn thư có chép lại như sau. Canh dần, kiến trung năm thứ năm, 1230, mùa xuân, tháng 3, khảo xét các luật lệ của triều trước, soạn thành quốc triều thống chế và sửa đổi hình luật lễ nghi, gồm 20 quyển. Định bị đổ có mức độ khác nhau. Loại bị đồ làm cảo điền hoành, thì thích vào mặt sáu chữ, cho ở cảo xã, cây ruộng côn, mỗi người ba mẫu, mỗi năm phải nộp 300 thăng thóc. Loại bị đồ làm lao thành binh, thì thích vào cổ bốn chữ, bắt dọn cỏ ở phượng thành, thành thăng long, lệ vào quân tứ xương. Đặt ty bình bạc là cơ quan hành chính và tư pháp ở kinh đô thăng long lúc đó, với chức quan kinh doãn, chuyên xét đoán việc kiện tụng ở kinh thành năm 1265 đổi thành Đại An Phủ Sứ, sau lại đổi thành Kinh Sư Đại Doãn. Về mặt nông nghiệp, để tránh nạn ngập lụt, vua Thái Tông sai đắp đê hai bên bờ sông và cử quan đặc trách, trông coi việc đê gọi là Hà Đê Sứ. Mỗi năm sau vụ mùa, triều đình còn ra lệnh cho quân sĩ đắp đê hay đào lạch, đào hào, giúp đỡ dân chúng. Đại Việt sử ký toàn thư có chép. Tân Mão, Kiến Trung năm thứ Bảy, 1231, mùa xuân, tháng riêng, sai nội minh tự Nguyễn Bang Cốc, chỉ huy binh lính phủ mình đào vét kinh trầm, và kênh hào là tên hai con kinh, thuộc huyện Ngọc Sơn, nay là tỉnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, từ phủ Thanh Hóa đến địa giới phía Nam Diễn Châu. Triều đình cũng cho phép các vương, hầu có quyền chiêu tập những người nghèo khó, lưu lạc, đi khai khẩn đất hoang, để mở mang thêm ruộng nương, canh tác thêm, tạo ra nguồn lương thực dồi dào. Về mặt thuế má, có hai loại thuế là thuế thân và thuế điền thuế thân được đóng bằng tiền và ít nhiều tùy theo số dụng có ai có dưới một mẫu dụng thì được miễn thuế thuế điền thì đóng bằng thóc ngoài ra còn có thuế trầu cau rau quả tôm cá về mặt tiền tệ để tiện việc tiêu dùng vàng bạc được đúc thành phân lượng và có hiệu của nhà vua về mặt giáo dục ở đời nhà trần văn học được mở mang nho học cũng phát triển hơn so với thời lý ngoài quốc tử giám có tại kinh đô từ đời nhà Lý, nhà Trần cho lập thêm quốc học viện để giảng tứ thư và ngũ kinh. Tại các lộ cũng cho mở trường học để dạy cho dân chúng. Trước kia dưới triều nhà Lý có mở những khoa thi tam trường để lấy cử nhân, nhưng các khoa thi chỉ được mở ra khi nào triều đình cần người tài giỏi ra giúp nước, chứ chưa có mở định kỳ. Năm 1232, vua Trần Thái Tông cho mở khoa thi thái học sinh để lấy tiến sĩ theo định kỳ cứ 7 năm thì có một kỳ thi. Năm 1247, nhà vua lại cho đặt ra khảo thi tam khôi để lấy trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa. Lê Văn Hưu là người đầu tiên đậu bảng nhãn. Trong 175 năm tồn tại, nhà Trần đã tổ chức 14 khoa thi, có 10 khoa chính thức và 4 khoa phụ, lấy 283 người đố. Có 2 khoa thi là vào năm 1256 và năm 1266, lấy hai trạng nguyên là kinh trạng nguyên và chạy trạng nguyên, nên tổng số có 12 người đỗ đầu trong các kỳ thi này. Về Phật giáo, vào đầu đời nhà Trần thì Phật giáo còn rất thịnh. Các nhà vua đều sùng đạo và cho xây chùa, đúc chuông, tạc tượng để phụng thờ khắp nơi. Sách Đại Việt Sử Ký chép lại rằng, Thượng Hoàng xuống chiếu rằng, trong nước hết chỗ nào có đình trạm, đều phải đắp tượng Phật để thờ. Vua Nhân Tông còn sai sứ, sang Trung Hoa để thỉnh kinh về truyền bá đạo Phật và ông chính là ông tổ đầu tiên của thiền phái trúc lâm nhưng cuối đời trần phật giáo bị pha thêm các hình thức mê tín bùa chú cho nên ngày càng suy vi còn về lão giáo thời đại này thì cũng được nhân dân ngưỡng mộ do đó nhà trần cũng cho mở những khoa thi tam giáo như ở đời nhà lý đời nhà trần đã đào tạo được khá nhiều học giả nổi tiếng như lê văn hưu soạn bộ đại việt sử ký và đây là bộ sử đầu tiên của việt nam mạc đĩnh chi nổi tiếng là một ông trạng rất mực thanh liêm đức độ và có tài ứng đối đã làm cho vua quan nhà nguyên phải kính phục chu văn an là một bậc cao hiền nêu gương thanh khiết cương trực các vua thái tông thánh tông nhân tông anh tông minh tông đều là những người giỏi văn chương và có soạn ngự tập và danh tướng trần quốc tuấn có làm những tác phẩm giá trị như hịch tướng sĩ mang tầm vượt thời đại của vĩ nhân Hàn Thuyên tức Nguyễn Thuyên có công làm thơ bằng chữ Nôm và đặt ra luật thơ Nôm. Vì thế đã có nhiều học giả, văn nhân đã theo gương của Hàn Thuyên mà làm những bài thơ Nôm rất giá trị. Đại Việt sử ký toàn thư chép rằng: Bấy giờ, năm 1282, có cá sấu đến sông Lô. Vua sai hình bộ thượng thư Nguyễn Thuyên làm bài văn ném xuống sông, cá sấu bỏ đi. Vua cho việc này giống như việc của Hàn Dũ, bèn ban gọi là Hàn Thuyên. Thuyên lại giỏi làm thơ phú quốc ngữ thơ phú nước ta dùng nhiều quốc ngữ thực bắt đầu từ đấy về nghệ thuật điêu khắc thời trần được đánh giá là có bước tiến bộ tinh xảo hơn so với thời lý trong đó có một số phù điêu khắc hình nhà công biểu diễn mang phong cách chiêm thành cách trang trí hoa văn dựa trên nghệ thuật dân dụng về kiến trúc dựa trên các tháp gốm tháp đá mô hình nhà bằng đất nung mảnh ngói vỡ khai quật được triều trần tiếp tục kế thừa truyền thống nhà lý với điểm nổi bật là chùa tháp bộ đấu cùng chống đỡ mái cầu kỳ và các họa tiết trang trí đậm màu sắc phật giáo về âm nhạc đại việt thời trần chịu ảnh hưởng của ấn độ chiêm thành và trung quốc một số nhà công bị bắt từ chiêm thành và trung quốc trong các cuộc chiến và họ đã truyền nghề ca hát cho dân đại việt càng ngày càng phổ biến và rất phong phú đa dạng nhà trần một triều đại vang danh núi sông uy danh sử sách được biết đến với những chiến công trói lọi nhất, hùng vĩ nhất, anh dũng nhất của lịch sử dân tộc ta trong quá trình đấu tranh bảo vệ và phát triển đất nước. Đây là một triều đại sản sinh ra, nhiều những danh tướng kiệt xuất nhất, mưu lược nhất trong lịch sử dân tộc, điển hình nhất là hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn. Ông đã được ghi danh núi sông và đặc biệt được cả thế giới ghi nhận, biết đến, khi được công nhận là một trong 10 danh tướng, tài ba lỗi lạc nhất trên toàn cõi thế gian. Nhà Trần, một triều đại đã từng ba lần chiến thắng quân xâm lược mông nguyên và cả ba lần ấy đều đã chứng minh rằng không có một thế lực nào một sức mạnh nào có thể khuất phục được chúng ta dân tộc ta đất nước ta bởi ở đất nước này luôn có một sức mạnh vĩ đại sức mạnh đó không gì ngoài sự đoàn kết một lòng của toàn dân tộc cùng vua tôi chung sức diệt quân thủ cùng vua tôi chung sức dựng cơ đồ cùng vua tôi chung sức dựng non sông các bạn thân mến dù triều đại nhà trần cuối cùng cũng đã đi đến hồi suy vi, nhưng đã đánh dấu mốc son thắm hồng vào cột mốc lịch sử vẻ vang và đã để cho muôn đời sau những niềm tin yêu, kính trọng, ngưỡng mộ, tự hào và ngợi ca. Các bạn và quý vị thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu về một triều đại to đẹp, có thể nói là đồ sộ nhất của lịch sử phong kiến Việt Nam xưa. Đến đây, chúng tôi xin được khép lại video này. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo, nói về những vị vua anh minh và những danh tướng tài ba của triều đại hãy nhấn đăng ký kênh chia sẻ và để lại những bình luận chờ đón những bài mới sắp xuất bản tới nhé chân thành cảm ơn chúc quý vị thành công và hạnh phúc rộng dài